chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Năm 2015, hàng nông thủy sản chiếm 25% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Phần tin trong nước, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong quý đầu năm, cả nước xuất siêu 1,36 tỷ đô la Mỹ. Tin thế giới, Ả Rập Xê Út và Bahrain có nguy cơ khủng bố cao nhất trong hội đồng hợp tác vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang dần hình thành những vùng sản xuất tập trung chuyên canh với lợi thế sản phẩm là lúa gạo, thủy sản, trái cây. Đây cũng là những mặt hàng nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó hàng nông sản, thủy sản chiếm khoảng 25%, dẫn đầu mặt hàng nông sản và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp là cây lúa với sản lượng bình quân 2,8 triệu tấn một năm. Theo đó, tỷ trọng lúa chất lượng cao tăng nhanh qua từng năm. Dự án 40.000 hectare lúa chất lượng cao đã quy hoạch xong và đang triển khai thực hiện. Do đó, khu vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,2% một năm đúng như kế hoạch. Năm 2015, tỉnh cũng đã xuất khẩu gần 850.000 tấn gạo, đạt 105% kế hoạch với giá trị hơn 370 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh cây lúa, thủy sản cũng là ngành phát triển mạnh với diện tích nuôi tôm nước lợ gần 6.500 hectare, sản lượng đạt trên 12.000 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm chủ lực với trên 10.600 tấn, còn lại là tôm sú. Ngoài ra, nông dân cũng thả nuôi trên 2.800 hectare thủy sản nước ngọt và gần 18.000 m2 mặt nước theo hình thức nuôi lồng bè. Năm vừa qua, hàng thủy sản xuất khẩu đạt gần 150 triệu đô la Mỹ. Năm 2016, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã xuất khẩu 150.000 tấn gạo với giá trị hơn 65 triệu đô la Mỹ. Riêng thủy sản kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28 triệu đô la Mỹ. Cả hai mặt hàng này chỉ mới xuất khẩu đạt 19% so với kế hoạch. Nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng quốc hạn và xâm nhập mặn nên năng suất chất lượng lúa giảm đáng kể, diện tích nuôi thả tôm cũng bị thu hẹp. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cùng các chi cục trực thuộc sở và lãnh đạo huyện Bến Lức tổ chức khảo sát tình trạng sạt lở đê bao kênh sáng lớn tại xã Lương Hòa và cánh đồng chanh tại xã Thành Hòa, Thành Lợi. Theo thống kê, đê bao kênh sáng lớn hiện có 10 đoạn sạt lở dài từ 2 đến 5 mét và sạt lở sâu vào trong đê bao. Trước mắt để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị chi cục thủy lợi tỉnh lập phương án sửa chữa chậm nhất là cuối quý 2 phải hoàn thành. Để đảm bảo tính lâu dài, cần lập phương án gia cố, xây kè để đảm bảo lưu thông cho các phương tiện cũng như phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho nông dân. Hiện tại, huyện Bến Lức có gần 4.000 hectare chanh. Huyện đã thành lập hợp tác xã chanh không hạt Thành Hòa và được công ty The Bruce Republic Hà Lan hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Hiện hợp tác xã có 22 thành viên với khoảng 80 hectare chanh không hạt được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Công ty The Bruce Republic Hà Lan hiện cũng đang hỗ trợ kỹ thuật canh tác 500 hectare chanh, trong đó có 50 hectare sản xuất theo quy trình Global Gap. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các ngành chuyên môn huyện phối hợp với công ty thành lập các tổ liên kết để sở làm cơ sở đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí lần đầu cho nông dân sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn Global Gap, đạt chuẩn xuất khẩu, có đầu ra ổn định. Đề nghị trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện tăng cường công tác kiểm soát độ mặn trên các tuyến kênh trong khu vực để phục vụ nước tưới cho sản xuất. Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, để từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, huyện Cần Giuộc tiếp tục triển khai công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động quản lý nhà nước. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ và thay thế 48 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, hành chính, tư pháp, tố cáo, tài nguyên nước, xây dựng, nhà ở, thương mại. Bên cạnh đó, kịp thời cập nhật 34 thủ tục áp dụng tại cấp huyện do tỉnh công bố, gồm sửa đổi 16 tổ chức hành chính, bãi bỏ 17 thủ tục và ban hành mới một thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch xây dựng. Triển khai thực hiện thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thông qua bộ phận một cửa cấp xã đối với 15 thủ tục hành chính trên lĩnh vực cư trú tại ba xã Mỹ Lộc, Long Phụng và Tân Tạm, đồng thời hướng dẫn cấp xã cập nhật thực hiện 3 thủ tục hành chính trên lĩnh vực hành chính tư pháp.
Kết quả, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận 8.495 hồ sơ các loại, chủ yếu trên các lĩnh vực đất đai, tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Trong đó, hồ sơ được giải quyết hoàn tất đúng hạn đạt 91%, mức độ hài lòng của người dân đạt 97%. Thì tôi cũng nói là một cửa, nhân viên cũng rất là chu đáo, hạn giấy tờ có thể là sớm bằng một bữa hoặc là không có trễ một bữa. Nhân viên tiếp xúc đều ân cần, hỏi chỉ rõ ràng, thì tôi thấy ra so ra đi dấu khác là tôi biết cái chỗ này tôi thấy là rất là ân cần. Để từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện, đẩy mạnh khai thác ứng dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản. Phần tin trong nước sẽ tiếp tục bản tin thời sự chiều nay. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nền kinh tế xuất siêu tới 630 triệu đô la Mỹ trong tháng 3, thay vì con số xuất siêu 100 triệu đô la Mỹ như ước tính trước đó của Tổng cục thống kê. Cụ thể, trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 15,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 49,7% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 38,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 14,49 tỷ đô la Mỹ, trong tháng 3 tăng 40,8% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 37,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ. Như vậy, nền kinh tế xuất siêu với 630 triệu đô la Mỹ trong tháng 3, thay vì con số xuất siêu 100 triệu đô la Mỹ như ước tính của Tổng cục thống kê. Qua đó nâng con số xuất siêu trong quý đầu năm lên 1,36 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, trong tháng 3, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của khối này đạt gần 8,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với tháng trước, lũy kế 3 tháng đạt gần 22,49 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, Bộ Y tế nhận định với 4 chương trình mục tiêu được giao thực hiện, ngành y tế đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân về ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Điển hình như dự án tiêm chủng mở rộng đã luôn duy trì tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi, đạt trên 90%, hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay, tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, nhiều loại bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng đang dần được khống chế. Đối với chương trình phòng chống HIVS, tỷ lệ nhiễm HIVS trong cộng đồng được duy trì dưới 0,3% dân số. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình có nhiều chỉ tiêu chuyên môn mà ngành y tế chưa hoàn thành như tỷ lệ lây truyền bệnh lao kháng thuốc còn cao, khoảng 70%, tỷ lệ bệnh nhân ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm còn nhiều, tỷ suất trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vẫn còn 22%, chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức 112,8 bé trai trên 100 bé gái, mới có hơn 52% các tỉnh thành trung ương có một hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch là 100%. Trong giai đoạn 2016-2020, 4 chương trình mục tiêu quốc gia của ngành y tế sẽ phải hợp nhất để thực hiện thành 2 chương trình mục tiêu, gồm chương trình mục tiêu y tế dân số và chương trình mục tiêu đầu tư phát triển y tế địa phương. Sau 14 ngày ra khơi thử nghiệm, tàu vỏ thép mang số hiệu DNA90777TS được đóng mới theo Nghị định 67 đầu tiên tại Đà Nẵng đã cập cảng Thọ Quang với kết quả khả quan. Đây là tín hiệu vui đối với những ngư dân đang mạnh dạn đóng tàu vỏ thép theo hướng hiện đại. Với mục đích chạy thử nghiệm để tiếp tục hoàn thiện các công đoạn còn lại, sau đó mới chính thức vươn khơi. Nhưng sau chuyến đi ngắn ngày, tàu vỏ thép DNA90777TS của ngư dân Trần Trang Mười đã về bờ với 15 tấn cá mực các loại. Theo chủ tàu Trần Trang Mười, thì tàu vỏ thép khi ra khơi đánh bắt cho thấy có nhiều ưu điểm hơn so với tàu vỏ gỗ truyền thống. Từ cái sinh hoạt lao động đánh bắt thì cái tàu sát nó rất là thuận tiện. Sau những ngày mình làm vất vả rồi thì chỗ ai chỗ nghỉ rồi cũng rất là thuận tiện cho bà con bằng thuyền. Cho nên thật sự mà nếu mà để đánh giá với cái tàu gỗ tàu sát thì cái hiện đại và cái thuận tiện của tàu sát nó sẽ gấp đôi cái tàu gỗ và nó cũng dễ làm. Trời mưa sóng lớn nó vẫn hoạt động, nó vẫn làm bình thường. Với kinh nghiệm đi biển lâu năm, những ngư dân lần đầu tham gia đánh bắt trên tàu vỏ thép tỏ ra phấn khởi khi con tàu ra khơi vững chắc, chịu sóng gió tốt.
Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị các loại máy móc hiện đại như máy cho tìm cá, khoang dự trữ cá lớn và hiện đại, hệ thống đèn công suất lớn chân chân, đã đem lại nhiều thuận lợi cho hoạt động khai thác. Trước đây là tôi đi tàu gỗ rất cũng nhiều rồi, bốn năm chiếc rồi, nhưng mà thấy bây giờ chưa được qua cái tàu vỏ sắt con người đi thì thấy cái tàu vỏ sắt làm nó rất an toàn về sóng gió là một, thứ hai cái phương tiện mình làm cái diện cũng có máy móc hết, cho nên đang lao động nó cũng đỡ vất vả. Tại mình đi đi không khỏe tàu gỗ, cái tàu gỗ là mình làm nói chung tàu gỗ là mình đi mau vô hơn, còn đây mình so bờ làm đi mất lao ngày, nhưng mà về chuyến giờ là chuyến đi cái mai ngày là đúng rồi. Tại vì đường bão đó thôi, tại vì cái hầm lạnh là chưa sang, cái hầm lạnh nó sang là mình đi chắc chưa vô đâu. Thành công từ chuyến biển đầu tiên của tàu vỏ thép DNA90777TS được đóng mới theo Nghị định 67 đã mở ra hướng đánh bắt mới cho ngư dân Đà Nẵng. Từ phương tiện tàu vỏ gỗ truyền thống chuyển sang tiếp cận dần cho phương tiện đánh bắt hiện đại hơn. Tuy nhiên, để những tàu vỏ thép như thế này hoạt động đạt hiệu quả cao thì rất cần có sự trang bị kiến thức cho ngư dân để làm sao giúp cho ngư dân làm chủ được phương tiện cũng như trang thiết bị trên tàu.